Xin chào cả nhà. Mình đang có một cái iPad, mình cũng có một cái điện thoại nữa. iPad mình thì không có dùng ốp gì cả, cho nên là nhiều khi cần gõ những cái nội dung mà mình cần dựng nó lên đó, thì mình phải kê nó. Thì kê rất là nhiều cách, ví dụ mình kê sách, kê tập, nhiều khi lấy đồ chơi mình kê luôn. Kê thì nó có được cái lợi là không có tốn tiền mua gì cả, nhưng mà cái hại á, cái bất lợi là nó không có chỉnh được cái hướng theo ý của mình muốn anh em ha. Thì trong cái giỏ của mình có một cái này, đây là cái đế rất là rẻ tiền thôi, mấy nghìn á, cái này ai cho mình cũng không nhớ nữa. Thì mình bỏ trong cái túi treo treo của mình, khi cần thì mình có thể đứng nó lên được. Nói chung là dùng cũng khá ổn. Nhược điểm là khi mình dùng cái này á, thì mình chỉ để nó trên bàn thôi, chứ mình không có thay đổi được cái góc nhìn. Và sau rất là nhiều đắn đo quyết định thì mình mua cái arm này về nhà. Thật ra đây là cái đế iPad để mình dùng ở nhà, mình khi mà mình cần gõ nội dung gì đó, hoặc khi mình cần ngồi trên bàn mình dùng iPad, thì mình sẽ dùng cái arm này. Arm này mình mua với giá là 320 ngàn. Thì mặt trước nó cái phần này nè, anh em nhìn thấy có phủ một cái lớp giống silicone hay là simili gì đó nhẹ nhẹ, và cái arm này có thể mở rất là rộng. Thấy quảng cáo thì nó chứa được cái iPad 12.9 inch. Mình không có iPad 12.9 inch, mình có cái iPad 11 inch, thì mình bỏ vô rất là vừa. Nhưng mà mình có cái máy khác to thì mình cũng bỏ vô được. Cái phần thanh này nè, anh em nhìn nè, nó có bằng nhôm, mà phần hai thanh này đều bằng nhôm hết. Thì mình thấy là nó chắc chắn, và nói chung là với số tiền bỏ ra thì mình cũng không có gì phàn nàn hả. Cái đế này nó cũng bằng kim loại, hình như là bằng thép hay bằng nhôm gì đó, mà cầm nó hơi nặng nặng anh em ha. Và mặt dưới thì nó có một cái lục giác để anh em điều chỉnh cái độ cứng của tay nếu như cần. Và cái đế này nè, phần này thì nó là bằng mút, cho nên là anh em để mặt bàn thì nó sẽ êm, nó không có bị cà tiếng rồi gì đó, không có chịu. Cái phần tay ngắn này kích thước và độ dài nó là 10 cm. Cái tay dài này á thì cái độ dài nó là 15 cm. Và nếu như anh em để cái iPad theo hướng ngang như thế này thì khoảng cách từ mặt bàn lên đến cạnh dưới iPad là 15 cm anh em ha. Cái đế iPad này nó nặng 765 gram, tức là cũng hơi nặng anh em ha, không có nhẹ. Anh em có thể dùng nó để cho giúp cái góc nhìn của anh em khi anh em sử dụng iPad, sử dụng máy tính bảng trên bàn nó thoải mái hơn. Ví dụ như chúng ta dùng iPad hoặc dùng máy tính bảng để làm việc này, thì chúng ta có thể đưa lên cao, đưa xuống thấp, thay đổi góc nhìn gì đó theo tùy ý, theo tùy cái hướng, theo tùy cái nhu cầu sử dụng của mình. Nhiều khi anh em cần quay đứng iPad lên thì cũng có thể quay đứng iPad lên cũng được, tại vì cái này nó có thể xoay được nhiều hướng mà, cho nên là chúng ta cứ sử dụng theo như cái nhu cầu của mình mà thôi. Cái mặt đế dưới của iPad thì nó nặng đó, cho nên là chúng ta để thì chúng ta không có sợ iPad chúng ta bị té, bị nghiêng phía trước. Nên em thấy mình thử nè, mình để nó nghiêng như thế này thì nó cũng không có bị iPad mình bị sập mặt xuống. Thì đó là mình để nó cao ấy. Còn nếu anh em mà để thấp thì nó còn vững hơn nữa. Thì mình dùng cái này trong rất là nhiều trường hợp. Nhiều khi là ban đêm mình hay để cái này lên trên bụng của mình coi phim rồi, cho nó thoải mái, mình đỡ phải cầm tay cái iPad thì nó đỡ mỏi tay anh em ha. Thì anh em nhìn đó, mình để trên bụng thấy cũng thoải mái, mà mình để trên bàn dùng cũng thoải mái. Vậy cái này dùng với điện thoại được không? Thì cũng dùng được, nhưng mà chỉ để dọc thôi nha anh em nha. Nếu như để ngang thì chúng ta sẽ không có để được, tại vì cái khoảng cách tối thiểu của nó là khoảng 11 cm, thì để ngang không được. Và đây là một cái máy to của mình, đây là một cái tablet chạy Windows, thì nó có cái đế sẵn rồi. Cái chân này thì giúp nó đứng vững ở trên cái mặt bàn ngang. Tuy nhiên thì nó cũng làm cho cái góc nhìn của mình với cái này nó hơi khó. Mình cũng hay mình gắn lên trên cái đế chân này nè, để giúp cho nó đưa cái màn hình nó cao hơn, để mình nhìn vô mình đỡ mỏi cổ hơn. Ok anh em, chỉ là cái video giới thiệu với anh em một cái đế đựng iPad, đế đựng máy tính bảng, giá loanh quanh 300-320 nghìn gì đấy. Còn nếu như anh em có nhiều voucher Apple nhiều khi nó còn rẻ hơn nữa. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye.